mùa hoa về rồi, muôn hoa sinh con hái dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rực rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Hoa về rồi, muôn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa Huệ tỏa ngát bên thánh nhan, hoa đồng thạo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên mẹ.
Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang mừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng về đây màu hoa tím, đời con bao đắng cay khổ đau, ước mong hiệp thông trong nỗi đau của mẹ. Đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang mừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ hoa màu xanh ngát, đời con chan chứa bao niềm vui, ước mong hiệp thông trong Chúa. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang mừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu. Tiếng
chào mẹ nhé. Đời những gian truất mẹ sẽ ủi em.
trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mắt vui và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tim ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa trong tim khó thác, khi con bơ vơ trên nơi gian trần, nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ yêu. Con dâng về mẹ một chàng hoa mắt khôi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tin ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương trong mẹ. Đời con quên đi những ngày trong tháng, quý trang quý cụ quý cộng đoàn, tháng hoa về trăm hoa đua nở, khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi. Chúng con hợp cùng muôn chiều thần thánh trên trời, xin dâng lên mẹ ngàn lời tạ ơn. Cộng đoàn chúng con quy tụ nơi đây trước nhan mẹ, vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của giáo hội và là mẹ của các gia đình. Chúng con xin dâng lên mẹ những đóa hoa nồng của chúng con trong tâm tình cảm mến, tri ân và tín thác cho mẹ. Xin mẹ thương ban và che chở cho từng người chúng con là một cánh hoa trong vườn hoa của mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cùng toàn thừa chí cùng các gia đình sau đây để cầu nguyện cho các linh hồn. Gia đình ông bà Tuyết Hải xin cầu nguyện cho linh hồn Jose Maria. Gia đình bà Phần Công xin cầu nguyện cho... chúng ta long trọng cử hành lễ Chúa lên trời.
xin cho chúng ta dù ở dưới đất cũng được hướng lòng trí về quê hương đích thực của mình là trên thiên đàng. Xin cho chúng ta cũng được đầy đủ những gì cần thiết cho đời sống hiện tại để có thể vững lòng vững bước, để có thể vượt thắng mọi khó khăn để đến cùng Chúa. Và cầu nguyện cho giáo xứ được hiệp nhất và bình an. Anh chị em ta hãy nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi chưa toàn nhân Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương cho tha tôi và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện thị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn chùa muôn đường. Khởi đầu sắc công vụ tâm đồng, thưa Ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Chúa chúng ta ban cho anh em thần khí
phải cho anh em nhận biết người. Khi người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín ngưỡng. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực. Đó là lời Chúa. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông vái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý cụ, quý ông bà và anh chị em giáo sư cô Lâm thân mến. Hôm nay con cùng với cha giáo Giuse rất vui mừng về đây cùng với cha xứ và cộng đoàn giáo sư cô Lâm chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời và dâng tiến hoa kính Đức Mẹ. Đâu là ý nghĩa biến cố Chúa Giêsu lên trời đối với mỗi người chúng ta, đối với cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta? Chúa Giêsu lên trời, Thánh Ambrosio ngài đã khẳng định: nếu Chúa Giêsu không lên trời thì tất cả những sự hy sinh vất vả lo lắng của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúa Giêsu lên trời là bằng chứng hùng hồn nhất để khẳng định với chúng ta là cuộc sống mà chúng ta đang sống ở đây không phải là tất cả, mà đang trên cuộc hành trình bởi vì chúng ta còn một quê hương đích thực mà mỗi người chúng ta đều mong muốn, đó là quê trời, là thiên đàng. Và chính Chúa Giêsu ngài đã đi trước và đem lại hy vọng và khẳng định cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta: nếu chúng ta tin được, chúng ta cũng sẽ về quê trời với ngài. Như vậy, đó là biến cố của niềm vui, biến cố của hy vọng, biến cố của đức tin. Và chính các môn đệ khi chứng kiến Thầy mình lên trời về với Chúa Cha, các môn đệ đã ngước mắt lên vui mừng và dừng lại rất lâu để chiêm ngắm
về biến cố thiên tập tuyệt vời đó. Đến nỗi các thiên thần này nhắc các ngài là cần phải trở về để thi hành sứ vụ. Mặc dù các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đều mong muốn khao khát về trời sớm nhất có thể, tuy nhiên Chúa Giêsu đã nhận các môn đệ, các thầy, các môn đệ sẽ về trời và chúng ta cũng sẽ về trời, nhưng chúng ta phải đi hết chặng đường dương thế này, và khi kết thúc chặng đường này với một trách nhiệm chu toàn tốt đẹp. Các ngài cần phải vào đời, các ngài cần phải trở lại dương thế để tiếp tục sứ mạng mà tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã để lại cho các ngài, cần phải loan báo tin mừng, cần phải loan báo về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, ngài đến cứu chùa, chịu chết, phục sinh và lên trời về nhà. Chúng ta nhìn vào thế giới ngày nay còn rất nhiều người chưa biết Chúa, và tiếp tục sứ mạng đó của các môn đệ và mỗi người chúng ta sẽ tiếp tục sứ mạng đó là đem tin mừng đến với muôn dân. Và như vậy cuộc hành trình của chúng ta là cuộc hành trình dài hay ngắn đều có một ý nghĩa và một trách nhiệm, cần có một sứ vụ mà chúng ta cần phải đem ánh sáng của Chúa Kitô. Thế giới ngày nay còn rất nhiều nơi, còn rất nhiều đói khổ, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Và Chúa Giêsu lên trời, ngài mong muốn các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy vào đời. Hãy vào đời đến những nơi đang đau khổ, chúng ta hãy làm cho bớt đau khổ. Đến những nơi còn đang đói khổ về tinh thần, chúng ta hãy đến để đem ánh sáng của Chúa đến. Những nơi tối tăm, chúng ta hãy đem ánh sáng của Chúa đến. Những nơi đang đau khổ buồn bực, những nơi đang ganh tị, đang khó khăn về tình yêu, chúng ta đem tình yêu tới. Và như vậy sứ mạng của mỗi người môn đệ và mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy vào đời, hãy đem Chúa đến cho mọi người. Có những lúc rất khó khăn, có những lúc rất gian nan thử thách, nhưng chúng ta tin tưởng như các môn đệ vậy, chúng ta hãy dừng lại, hãy chiêm ngắm về quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Ngày xưa các cụ diễn tả điều đó, niềm tin nơi Đức Mẹ đó bằng một câu rất là ngắn nhưng cũng xúc tích để diễn tả chúng ta. Có mẹ con không sợ chi, quỷ đừng hòng thỏ nuôi dô bạc. Có mẹ chúng ta không sợ chi. Chúng ta tin tưởng qua mẹ đến với Chúa. Mẹ đã hiện ra cho chúng ta, mẹ luôn cầu bầu với Chúa, mẹ luôn hiện ra để động viên chúng ta hãy trở về với Chúa, hãy ăn năn sám hối, và mẹ sẽ chuyển cầu lên Thiên Chúa và giúp cho chúng ta cuộc hành trình của chúng ta không bị lạc lối, cuộc hành trình dương thế của chúng ta đi đúng hướng về quê trời nhanh nhất có thể. Về quê trời, mẹ đang chờ chúng ta, nhưng mẹ luôn đồng hành, và Chúa Giêsu dù lên trời, Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta trong từng bước đi. Xin Chúa tiếp tục qua lời truyền cầu của mẹ Maria tiếp tục nâng đỡ đời sống mỗi người chúng ta, đặc biệt đời sống đức tin. Những lúc khó khăn chúng ta càng cần đến mẹ, những lúc khó khăn chúng ta hãy nhìn lên trời, chúng ta hãy tin tưởng Chúa vẫn luôn luôn ban cho chúng ta nhiều ơn để chúng ta có thể vượt qua. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu và dọn chỗ cho chúng ta, cùng với toàn thể hội thánh hướng lòng về trời, chúng ta hoan hỷ dâng lời chúc tụng và cầu xin. Chúa Giêsu đã lên trời sau khi đã hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã ủy thác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh để có thể chạy đến cùng đường và giữ vững niềm tin. Xin Chúa nhận
thánh tông đồ sứ mạng loan báo tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con đấng kế vị các ngài được nhiệm thánh với sứ mạng cao cả và xuất sắc cử hành các mầu nhiệm thay thay mặt Chúa giữa trần gian. Xin Chúa em đời sống an. Chúa lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha để làm trạm sư bên vực cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho hết thảy những ai đang sống trong cảnh yêu đau bệnh tật, thiếu công ăn việc làm, cô đơn và buồn đau, và cho mọi tín hữu đã qua đời được sống mãi trong vương quốc tình yêu của Chúa. Xin Chúa đem đời sống con. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng lòng chúng con về phúc lộc trên trời, nơi Chúa đang hiển trị và ban cho chúng con khi còn ở dưới thế, được lòng vững vàng đợi chờ một ngày kia sẽ được Chúa đón vào hưởng phúc thiên đàng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, quy xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy
bác Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi đây là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa thật là đơn thanh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau đưa Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra mà trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trùng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Như lời truyền cầu của mẹ Maria, xin Chúa chúc lành cho tất cả cùng đoàn chúng con đây, đặc biệt là ban sự bình an, sự hiệp nhất cho giáo xứ Quốc Lâm chúng con. Và xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đấng bậc đã từng coi sóc giúp đỡ giáo xứ này, và các bậc tiền nhân ân thân nhân cùng các linh hồn mà chúng con có ý dâng thánh lễ cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều bà hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chia Thiên Chúa. Chúa,
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vì thù lãnh của chúng con đang hiện trí, người hằng sống và hiện trí muôn đời. Được chúc mừng họ nhà xứ, chúc mừng các ban ngành, đặc biệt là ban hành giáo, các đoàn thể, đoàn hội, đặc biệt nhất là các đoàn dân hoa hôm nay thật tuyệt vời, ta vỗ tràng vào tay chúc mừng. Xin được hoan nghênh tinh thần như là cảm ơn quý chức cựu đương toàn thể dân Chúa sáng nay ta đi hành hương nhận ơn toàn xá tại đền Thánh Thức Hóa, thật là sốt sắng và đem lại nhiều niềm vui cho chúng ta. Ta chúc mừng nhau chẳng có tay. Và cuối cùng xin được đại
thay lời cho ban hành giáo và toàn thể họ nhà xứ. Xin được cảm ơn cha giáo giám đốc Ân Gọn, cha giáo Dương, cha giáo Du Xe Dương và cha giảng thuyết cha giáo Du Xe Hiếu đến chia sẻ đức tin chúng con trong thánh lễ Chúa lên trời hôm nay. Và xin được cảm ơn quý cha, quý chức cương đương, tất cả các giáo họ, mọi người để có mặt trong thánh lễ này. Xin ân sủng và bình an của Chúa luôn ở với quý cha và toàn thể công đoàn. Ta cũng chẳng có tay nữa. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh.